Máy tóc công, hệ thống thiết bị khám mắt hàng đầu Nhật Bản. Để chẩn đoán và điều trị thành công cho bệnh nhân, ngoài kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của các bác sĩ, còn cần phải có sự hỗ trợ của hệ thống máy, thiết bị khám hiện đại của Top Công, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế tại Nhật Bản và châu Á, giúp các bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn. Hãy cùng điểm qua những thiết bị Top Công hiện đại đang được đưa vào phục vụ khách hàng tại hệ thống bệnh viện mắt Hitech. Máy đo khúc xạ kế tự động KR800S là thiết bị đo khúc xạ mắt hiện đại sử dụng những cải tiến công nghệ điện tử mới nhất hiện nay. Máy sinh trắc quang đa chức năng Aladdin Biometer chỉ với một lần đo có thể cho ra kết quả sinh trắc học nhanh và chính xác nhất. Máy MIA quản lý tật cận thị được xem là công nghệ tiên tiến nhất trong quản lý tật cận thị hiện nay. Máy sinh hiển vi SND301 Digital Slit Lamp khám mắt hàng đầu cung cấp hiệu suất chẩn đoán lâm sàng, có độ chính xác vượt trội so với công nghệ kỹ thuật số chụp và lưu hình ảnh, video với độ sắc nét HD. Thiết bị y khoa hiện đại đến từ hãng Top Công Nhật Bản cho phép các bác sĩ của hệ thống bệnh viện mắt Hitech làm chủ trong việc khám chữa bệnh tốt hơn, mang lại kết quả điều trị chuẩn xác và an toàn. Bên cạnh đó, giúp người bệnh luôn cảm thấy thoải mái và an tâm tin tưởng trong suốt quá trình điều trị.